Tại Đà Nẵng, Đảng bộ công ty Vạn Tường vừa tổ chức đại hội đại biểu lần thứ 7, nhiệm kỳ 2020-2025. Báo cáo chính trị tại đại hội đã khẳng định, nhiệm kỳ qua, cấp ủy các cấp đã lãnh đạo, quán triệt, triển khai toàn diện nghị quyết đại hội Đảng bộ công ty lần thứ 6 và cơ bản hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Nổi bật là đã lãnh đạo, chỉ đạo các hoạt động sản xuất kinh doanh đúng hướng, hoàn thành nghĩa vụ giao nộp ngân sách cho nhà nước và quân đội, bảo đảm việc làm, thu nhập cho người lao động. Các cấp ủy, tổ chức đảng có chuyển biến tiến bộ về năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, đủ khả năng hoàn thành tốt nhiệm vụ khi chuyển sang mô hình hoạt động công ty cổ phần. Phương hướng mục tiêu nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ công ty xác định tiếp tục quán triệt sâu sắc nghị quyết đại hội đảng các cấp, nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu của đảng bộ, thực hiện nghiêm chủ trương của đảng, nhà nước về tái cơ cấu doanh nghiệp, lãnh đạo tốt công tác tư tưởng, tổ chức và chính sách, phát huy sức mạnh tổng hợp của các tổ chức trong đơn vị, nêu cao tinh thần tự lực tự cường, chủ động sáng tạo, khắc phục khó khăn, thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh đúng hướng, đúng pháp luật, có hiệu quả, bảo toàn và phát triển nguồn vốn nhà nước. Đại hội đã tiến hành bầu ban chấp hành đảng bộ khóa mới và đoàn đại biểu dự đại hội đại biểu đảng bộ quân khu lần thứ 10 với số phiếu tín nhiệm cao.